lẹ nó ơi, lẹ lẹ đến nơi chạy mất rồi. Nhưng mà đi tới đây là phải nhẹ lại, biết sao không? Nhanh quá cái nó hết hồn, nó quảng. Ôi quá trời cá luôn Ngân ơi. Bây giờ đi kiếm cái bầy lòng gồng coi nó bơi đi đâu rồi. Mấy ngày nay là ngày nào cũng thấy có một bầy lòng gồng này hết trơn á, mà càng lúc nó càng bự. Kìa, bà nói gì kìa? Kìa. Nó. Hay chưa? Cả lóc mẹ, cả lóc cha gì đi ăn trước nhóc trơn. Kìa. Trời ơi, ngăn, có cái gì trong đây nè? Bự. Ôi, nó mất tiêu rồi. Trời ơi, nó mất dữ hả? Không có bắt được, cái nơm của mình bự quá. Nước nhiều quá mà. Chưa, để tôi đi qua đây coi. Dướng cái đầu lên nè. Dướng. Ê, tôi nhìn giống á. Ôi. Trời ơi, trời ơi, đứng lại. Trời ơi, trời ơi, kìa. Nó cứ út qua đây ủa có kêu hoài à. Ê, cảm bên đó có thêm mày nữa kìa, nó quẩn quá trời. Chết rồi, sao vậy? Kìa. Trời ơi. Nhưng mà bên đây tôi không bắt được bên đây nữa nè. Chút xíu đi đều qua bên kia bắt nó sao. Ơi, sao bên này díu rồi bầy bên kia nữa kìa. Ở đây có được hai bầy luôn á ông ơi. Ui. Trời gì hả? Ôi. Thôi quên thôi, nãy tôi quên lấy được cái đựng cá, cảm ơn. Lấy cái gì đựng cá đi. Trời ơi, bên đây lúc giữa hàng vậy. Ôi. Trời ơi. Ui con này bự lắm nha. Ôi, nó. Không bắt được luôn. Đừng có giỡn nghe. Trời, cái đây là coi như sâu luôn á. Chị Ba. Chị Ba. Lẹ xuống tiếp tụi em ơi. Không đụng cho nó được luôn nè. Nó chạy đu tua tua ngoài á. Gì vậy? Chậm nó có bắt được cá kìa. Ôi. Trời cái đó. Cái gì vậy, bự không? Bự cái đầu trời giờ luôn. Em bóp được cái đầu nó mà không. Cái gì bắt được nó. Cá lóc chân nhút à. Có nguyên cái bầy lòng gồng chạy đây nè, cái hồi sáng là Cẩm nó lau nhà nó thấy, rồi bữa giờ nó em cũng thấy nữa. Thì chúng nó còn bầy nó chỉ thấy nó quẩn chúng mình. Chưa thấy à. Tút trên đất kìa. Đúng rồi. Em nắm được đó rồi, Được không, từ nghe cưng. Chưa, bây giờ em đè nó xuống sình rồi, tại vì nó quá mạnh rồi. Mà bây giờ sao? Bây giờ là em nắm nó lên nha. Có cần cho lấy cái gì không? Cái sọt cái gỗ gì. Bây giờ là em đang đè cái đầu nó xuống sình rồi đó. Là nó cứng ngắc rồi đó. Rồi giờ sao bác? Vậy em lại lôi nó lên nha. Bây giờ lôi nè. Đâu? Nè. Từ từ nghe thấm. Nóng. Nó bự quá chị ơi. Không. Bây giờ sao bắt nó ra được? Bây giờ sao đây? Em đang bóp cái đầu nó, em dúi nó xuống sình nè. Chị dở cái. Ôi rồi. Nó bơi ra nữa rồi. Bây giờ sao? Giờ chị lấy cái gì được? Cái gỗ không được, cái thao không được. Đâu rồi, đây. Lấy cái gọng mới được. Cái lưới cũng được nữa. Cái bao đi chị ơi. Rồi nó bơi lung tung nữa rồi đó, không biết được bắt nó nữa rồi nè. Quá rồi cô chủ ơi, con cá này bự dữ lắm nha, lôi nó không biết ra được cái nơm này không nữa. Bởi vì mấy ngày nay mình ngồi ở nhà mình thấy nó phóng quá trời phóng luôn. Bây giờ muốn lôi được nó ra là cái tay phải bây giờ là đợi chị Ba lấy đi rồi bắt nó ra mới được. Trời ơi, xung quanh đây kìa, má xuống đây nước không, tại nước ở đây cạn, cái cá gọi là mình thấy được luôn. Chị Ba tới kìa, để bắt nó ra nữa, nó đâu có tiêu nữa rồi. Bây giờ cưng cầm chắc đi. Em cầm chắc lắm rồi, em đè nó xuống sình này. Cái nó lên. Rồi Ngân lấy cái ấy ra đi nha. Không, em rút nó ra được. Rút ra được không? Được. Rồi khoan đi cậu kiểm tra coi cái bao này có bị vết không. Coi chừng bao đựng gà nghe. Dạ nghe, được.
Rồi rồi được rồi. Không. Sao? Lỗ nhỏ lắm. Nó có cái lỗ xíu à. 1 2 3. Được rồi. Wow. Rồi, cái đầu rồi. Quay cái đầu bên đây. Wow. Rồi, quá trời đất luôn. Éo ủi giống kìa. Ôi. Rồi, cái kìa, cái kìa. Quá rồi. Có còn không nào không? Cái bài à, còn chẳng có cái bài nữa kìa. Hết rồi, con còn nè. Hình như quá chụp dính nó luôn. Ý trời, không lên luôn nè chị. Đè quá đè mà. Ê, coi chừng trúng đầu đó. Đây có cái bài đồng gọng nữa kìa, cảm ơn. Chưa, đây đi ra ngoài mới được, không thấy đường nè. Ở trong này nó hấp hơn sợi dây em quá. Dính em dưới đây luôn rồi. Không em gu à. Ôi cái bài nó nằm ở đây nè, cảm ơn. Nó bơi ra ngoài luôn rồi kìa bà nhỏ ơi. Nó bơi ra ngoài luôn rồi. Mình mới vừa bắt ba bắt mẹ của nó rồi đó. Còn một con nữa. Này nó đi theo cặp á. Mà để im im nước cái mới được. Động quá động trốn rồi. Động quá động nó sợ rồi. Về bữa đóng cá lóc luôn á. Thấy con cá lóc ngon quá cô chú ơi. Chị ba đang làm ở dưới con cá thịt ú quay luôn à, cũng thèm thèm cháo cho nên nó là đi rang gạo trước nè. Một lát nữa thì sẽ đi mua thêm một số những cái nguyên liệu để mà nấu cháo nữa. Với lại dạo gần đây thì thời tiết cũng khá là nóng luôn. Ở ngoài vườn thì có một ít rau má cô chú à, rau má mà ăn cùng với lại cháo thì chắc là sẽ mát lắm đây. Chút xíu nữa thì mấy chim tụi con sẽ đi ra hái một ít rau má vô để mà mình sẽ nhúng vô trong cái nồi cháo này nha. À, cá thì sau khi bắt lên mấy chim tụi con đã làm sạch sẽ nha, phi lê rồi nè cô chú. Đây con cá lóc rất là ngon luôn nha, thịt không luôn, trắng tươi. Ôi nhìn thấy thèm ghê luôn nè cô chú ơi. Đây nhìn miếng cá là muốn ăn liền luôn á. Cá tươi gói luôn. Ở đây thì mấy chị em có chuẩn bị được một ít nấm nè, giá, một ít ngò, cộng với lại là cái phần gạo rang. Gạo là đã được rang xong rồi nè cô chú. Giờ thì mấy chị em tụi con sẽ bắt tay vào nấu cái món đó là cháo cá lóc nha. Thì một chút xíu trong thời gian mà chờ cái phần gạo với lại cá cũng như nó đang chín đó, thì mấy chị em sẽ đi ra ngoài để mà hái cái phần rau đắng vô thì mình sẽ chế biến. Dạ à, con xin lỗi cô chú anh chị các bạn nha, nhà tụi con thì không có rau đắng mà chỉ có rau má mà thôi à, cho nên là lát nữa sẽ đi hái rau má nha. Tại vì gọi là sao ta, hình như là muốn ăn rau đắng hay sao á. Đúng rồi, tại cháo cá lóc là cái món rất là quen thuộc, là thông thường sẽ ăn chung với rau đắng, xong cái mình cứ nhớ tới rau đắng thôi à, mình không có suy nghĩ tới rau má. Nãy giờ mấy chị em nấu cái đầu trước thì cái đầu nó lâu chín trụng trước, mình để vô cái nồi cháo hâm nóng lại để gạo vô. Em cũng thử hành tỏi nè. Tại vì cá này là mình phải ướp nó mới thơm chị ba. Cá lóc này nè. Rồi giờ này mà ăn cháo cá lóc là sức mồ hôi luôn á. Tại đang nhạy cảm là đang đau họng. Mẹ không nghĩ là con cá lóc ở dỗ mình nó bự gì luôn chị ba. Vậy bữa mình bắt nữa. Vậy bữa mình bắt nữa. Nó nằm ở đâu ở dưới mấy chỗ rau đó đó cô chú. Bữa nay cái đám rau má nó bị mấy con ngỗng ăn quá trời luôn. Chắc là xích lên trên đầu trên kìa. Đầu trên còn tốt hơn. Giang ơi. Nhờ chị ba lấy thêm cây kéo ra cho em. Chị ba ơi lấy cái dao ra cắt cho nó nhanh. Lấy một cái được rồi chị. Cắt thì nó nhanh hơn. Ôi ôi còn lông ngỗng luôn kìa. Dạ, biết là người làm cái rau má tơi tả là ai đó cô chú ơi. Có vậy da, ấy da. Lầu khó rồi. Ở nhà bự quá nè.
trên này nè chị, dưới kia nó nhỏ xíu. Dưới hả? Hết con chưa? Bây giờ cỏ mà nó nhanh lên lắm. Cỏ nó nhanh lắm. Rau má cũng nhanh, bữa mình cắt xong là chùi lưỡi trơn rồi đó. Nay lên nhất chưa. Nay nữa lựa lại. Hử? Lựa lại. Cắt lựa lựa luôn đi. Dính cỏ hay sao vậy? Ừ, bữa mình uống cho nó đậu nha. Dạ ngon. Nó về công nhận mát kìa hả Cẩm? Sao chị cười? Ôi cái này mà nhúng là phải lấy ra liền nha. Ê cái này thấy là chừng nào ăn mới nhúng á. Đúng rồi. Rồi. Này nào ăn mới nhúng. Nó hơi đắng. Ngắn ngắn. Giống như rau đắng. Ai qua hồi bé chín mút luôn cả. Bé mút làm gì? Bé nhúng chung cho cháu ăn. Ủa? Được không hả? Được. Thiệt nha. Được, nghe là chị đi ăn được chưa nè. Ăn chưa Cẩm? Được. Được rồi. Ăn được mà. Ăn thì được rồi đó. Có ngọt nước chứ thơm nữa. Hơi lạ chút thôi. Ừ. Thấy là lẩu cua mới để phải không? Đúng. Lẩu cháo để cũng được. Lẩu biết lẩu cháo biết có thêm cái ngon nè. Hợp dịch. Lộn đúng không? Đúng đúng. Trời nói gì. Hộp gà ta cũng ngon nữa. Hộp gà đúng không? Cô chú anh chị các bạn ơi, nay thì nhà tụi con có một cái vàng mướp mới nha. Cái này là không biết sao mà nó mọc được ở đây luôn. Mấy chị em tụi con là không có trồng ở đây, nó mọc ở đây xong cái nó lấn ngát luôn nguyên cái vàng vú sữa luôn rồi nè. Cái vàng vú sữa quặn hết trơn. Trời ơi coi nè. Rồi không chết à. Trời ơi nhìn nè, nhìn giống trái dưa luôn rồi. Ê miễn mà mình tuốt xuống rồi mình hái mấy cái bông thì mình ăn được nè. Được ha, hái luôn đi cưng ơi. Chị nhớ bữa đó mình lấy cái này mình làm gì ta? Bông mướp mình nấu canh đúng không? Nấu canh. Ôi nó ngon gì đâu á. Nay nhà mình có bông mướp luôn nè, mình sẵn tiện mình hái luôn cô chú ơi. Đặng mình giải cứu cây vú sữa mới được. Cây vú sữa tôi trồng mấy năm nay rồi đó, nở lòng nào mà bà bò lên đây vậy không biết nữa à. Trời chắc em sợ nó bứng dây nó chết cái dây này quá. Để chết rồi, chắc. Nè, đây nè cưng. Chắc đây cũng không được bao nhiêu bông á. Cái này nhấp cho nha. Như cây đu đủ đó nè. Hoa cây đu đủ không sao. Nè, 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 xếp mấy cái này đi. Giải cứu cây vú sữa. Rồi không. Cây vú sữa này là lúc rồi. Làm bà ngoại của con bé Quỳnh á tặng cho mình nè. Là cũng lâu lắm rồi đó chị, chứ cũng cỡ 2-3 năm rồi đó. Ừ. Có một cái trái nhìn mắc cười lắm nè. Cho quay thấy không? Nè. Dạ. Trời ơi. Thấy cưng ghê luôn á. Nhìn nè Cẩm coi nè. Cưng quá vậy. Không rút xuống được luôn á. Trời ơi thêm trái non trên này nè. Rồi luôn rồi. Này ăn được không? Ăn được. Cạo á. À đấy là đọt cứ kìa. Giờ mình không có đủ bông thì mình cắt đọt luôn. Nhiều dữ lắm luôn. Nhưng mà rút dây ra không hết nè. Nó bò quá trời bò. Quá trời rồi. Nó lấn ngát rồi. Trời ơi. Cẩn thận cái dao trong tay em nè. Ui ui. Rồi. Rồi đó, cái cây này nó trả lời là rất là khỏe, cảm ơn mình đó. Cảm ơn. Còn dây thì chắc quăng dưới đi, nào lớn được nó lớn. Trời quá trời trái non luôn nè cô chú. Nè nhìn nè. Ôi ơi coi nè. Dễ bờ. Dễ sống ghê á. Ê kìa, bé trái đắng luôn kìa. Hay hết luôn nha. Bé nó bị giấy nè, cái bị con gì đục rồi nè. Cái mũ rồi.
bông mướp nhúng ngon á. Ở da cái này có trái xíu nữa cắt lại được chứ chị? Chứ lại chị, sẵn mấy, mình nhúng mình thái mới lâu dền đi. Cái này non quá trời non rồi nè. Có dao nè cả. Ngon ghê luôn ha. Nay mấy chị em mình có một cái nồi lẩu cháo hoành tráng luôn á. Hoành tráng gạo. Ăn gạo này giải nhiệt nè. Tốt cho sức khỏe nữa. Mấy cô chú mà ở ngoài thành phố mới kiếm được mấy cái gạo này là không có đâu. Không phân phối nha. Nói đâu xa mình đi qua chợ thôi á chị. Trời mấy cô gặp mấy cái gạo này mấy cô khoái lắm. Non trong luôn á. Cho em cái gỗ chị ơi, tay em hết cầm được rồi. Nè. Ê mấy cái đọc dưới kia nha, đọc nhỏ nhỏ hết kia nha. Cái này nè. Rồi còn chấm mất rồi. Nhiều quá ăn hết. Cái này ngon nè. Ừ. Ra vườn xíu ha. Đã vòng cái là cái mai á, trong Tết á, thì nó nở bông, qua Tết á, thì nó chỗ hạt luôn nè cô chú. Đây nhà của mấy chị em tụi con giờ là nó có rất là nhiều hạt mai nha. Nếu như cô chú và các bạn nào mà có nhu cầu tìm giống mai trồng á, thì liên hệ với mấy chị em tụi con. Mấy chị em tụi con sẽ gửi giống thì cho cô chú luôn. Đây. Đậu rồng kìa nha. Dạ. Nó già luôn rồi kìa, quá trời trái luôn. Cái này có cái thò ha. Đậu rồng hả? Đậu rồng đó hôm nào mình làm gỏi đi. Ôi ơi. Ôi ơi. Mấy cái hạt mai này gãi ra nó lên nữa nè. Đói hả? Chắc đói rồi. Chỗ này mua nấm mắc không chị ba? Tính được nghìn một ký luôn hả? Chị ba, chị ba, hay là mai mốt mình nhân giống mình trồng nấm ở nhà mình ăn đi chị ba. Dạ không biết nữa, đi học hỏi kinh nghiệm về trồng chị ba ơi. Chứ mua hay mắc quá vậy? Xong rồi cái này nấm có giá là nấm giá liền luôn á. Sao kỳ vậy ta? Chị ba này không có chí gì. Không có mà là, gọi là sao ta? Không, tại vì chị thấy nấm khó trồng lắm. Em thấy hồi trước chị Lý trồng dễ á. Lý trồng là nó trồng rơm, giờ khó chi rơm nó cũng mất cái gì nó cũng mất hết trơn. Giờ ta trồng giống như là cái dạng mà giải mà bông giải á. Bông giải hả? Rồi mua phôi nấm về bỏ vô hả? Mua men. Vô cháo thôi. Wow. Trời ơi, thơm quá đi. Bát nhét luôn. Đói bụng quá. Cháo nó sắp xong rồi. Cô chú chờ bụng ăn cháo với chị em tụi con nha. Ngon quá chị ba. Này biết gì nữa không? Ví dụ như nãy nghe nói á, có trứng đập để vô là rất là ngon luôn. Nhưng mà nhà mình không có trứng lộn. Không có trứng lộn mình lấy trứng lạc.
trứng lạc. Là trứng vịt hả? Hay là trứng ngỗng? Trứng gà. Trứng gà là không thể ăn rồi, trứng gà giờ nó không có rồi, giờ lên con rồi. Và trứng vịt thì ăn hoài à. Thôi bây giờ mình đổi đi. Trứng đổi gì? Đi. Trứng ngỗng hả? Để em với Ngủ ngăn ra giường lụm coi có không nữa. Lụm vài trứng ăn. Vậy chị gửi này đi ha. Em rồi, đi coi thử coi có không cho. Cái. Ngân ơi. Dạ, hôm nay thì giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn cái giường Artiso nhà mấy chị em á, cô chú thì cũng một tháng hơn ngay hôm nay nè, rất là nhiều bông đã ra luôn và rất là nhiều trái Artiso luôn nha cô chú ơi. Có những cái trái mà mình đã hái được luôn rồi nè. Đây cô chú anh chị các bạn xem nè, bông Artiso rất là đẹp luôn nha, và trái Artiso nè. Này, cái này về nấu nước là hết cả nhà, cảm ơn. Đó, làm mứt nữa. Rồi, uống nó rất là mát và tốt cho sức khỏe luôn á cô chú. Nè, qua đây mình sẽ thấy được mấy cái trái bự nè. Nè, má luôn. Má bự luôn nè. Đó. Nhìn thấy ham chưa? Vài bữa thôi là mấy chị em tụi con bắt đầu thu hoạch Artiso được rồi đó. Nhà mình đi vòng vòng tại vì ngỗng với lại vịt nó ở trong đây không à. Ở đây có một cái ổ nè. Ổi ngắn. Nhìn kia. Wow, cô chú thấy là tụi nó khôn không? Tụi nó ấp rồi để trứng ở trong đây nè. Đó. Cái này á ổ ngỗng á cảm. Ngồi ngỗng không luôn kìa. Bốn cái trứng ngỗng, năm cái trứng ngỗng luôn. Nó để kem lụm thôi. Nó còn biết dùi gom đây nữa. Lấy hết luôn nha. Ừ. Còn ba. Hết rồi. Mấy cái ổ, có một ổ, mấy ổ bên đó nữa kìa, mà không thấy. Không có ổ, không có trứng. Ừ. Để rơi gớt nha. Quá bông. Quá bông luôn rồi nè. Mấy cái bông này là đều hái được hết rồi nè. Đợt này ra tốt, quá tốt rồi. Nấu nấu ăn sôi cho mấy đường phèn á. Ừ. Thơm ơi là thơm luôn. Hôm nay qua Tết cũng còn đây. Dày quá. Đưa kiếm bên kia đây chị cắm. Em xíu. Cho vô luôn hết rồi. Cho vô luôn đi cơ. Quá dày. Hai trứng là non rồi. Ừ. Đừng to đụng. Rồi mời các cô chú anh chị các bạn cùng đổi trái vào buổi trưa nay với bà ba chim của con nha. Quá sòi rồi, quá rồi. Trứng này chị ơi. Đừng sao bể không, không có sao sử dụng cho nó. Tại nó dính ở dưới rồi đây nè. Sợ nửa lớn sợ nó khác. Chảy nó mới đừng dính. Chảy vậy nhẹ. Rồi. Có ăn giá không? Giá để đi hay là đi múc chung? Dạ, giá để trong chén để đi chị. Chén thì ăn thì... Ăn thì múc chung. Giá là giá. Xoài. Xoài. Nửa lại xíu cũng được miếng ăn giá thôi. Cho em bỏ giá nha. Để
để nhanh lên. Nhỏ nữa rồi. Đang nhỏ đây. Thôi được rồi, cảm ơn nhé. Đây tôi chỉ đây. Giờ chị ra lấy cho bạn không? Thôi xem. Được không? Điều đầu tiên chúng ta nên làm đó là mình sẽ lấy cái giá nè. Mình múc một muỗng cháo nha. Mình cho vô chén. Trời cá không vậy nè. Cá chín rồi đó, nó mềm chín. Sao vậy chị? Ngay luôn á. Rồi múc thì đi chan múc phương nè cả. Giá này mạnh nè. Thôi cay nè. Cay hả chị? Cái gì cay? Tiêu. Cái gì cay vậy? Không cảm nhận nha, nghe cảm nhận á. Bắt cài luôn hả? Ớt chị bà mua đúng không? Cho mướp nè. Còn mướp ngọt ghê luôn. Con mướp nha. Em mình thích ăn mướp. Rồi, rồi giờ cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cháo với gia đình nha. Nhỏ lửa này nè. Ủa cái này nó nóng dữ lắm rồi. Chín chín rồi. Nhỏ lắm rồi đó. Một trứng nó chín rồi. Còn chị ơi có lòng đào đó chị. Ý mà bên đó dầm ít. Lòng đào nè. Dầm ít ớt mà còn cay bao nhiêu cũng cay lắm rồi. Mình thấy to ghê ha. Kiểu em thích để cho nó lòng đào mà nó sọt sọt á. Mà cả nhà ăn cơm. Ăn cháo. Ăn cháo quên. Quên để tiêu. Rồi để giá vô thơm ghê nó thanh thanh. Nó ngọt. Đầy đủ vị luôn. Nhúng gao dền rau má đi. Nhúng vô là lấy ra liền nha. Béo quá chị. Đúng không? Để cho mướp vô thơm ha. Mướp để vô nó thơm. Nghe nói ăn lạ phải không? Giọt mẻ nhúng rồi. Bỏ má vô vậy. Thơm. Thử gầu má mà nhúng gì nè nó khác với cây xay gà đó. Nó không giống, nó không nở. Nó có mùi đâu. Nhúng ăn liền á. Nó cái lấy ăn liền ở đây hay lâu quá nó đắng. Cái nào vậy? Cái này hả? Ừ. Thơm. Thơm lắm luôn á. Chín nhẫn cũng ngon á. Được không? Đáng có buồn không? Được. Mà được hơn mà. Cá là như đây nè. Nhưng mà nó hơi nhẫn. Nó hơi có vị nhẫn nhẫn nhưng mà ăn nó rất là mát luôn á. Nó hợp với cháo cá á. Biết không? Cháo cá, cháo cua à? Công nhận buổi trưa này mặn một chén cháo ha. Xong rồi cái có thêm một mớ rau nó mát gì đâu quá trời. Này là chắc chắn ăn được 3 chén luôn á. Dạ. Ngày hôm nay thì mấy chị em bắt được một con cá ở dưới ao. Cô chú ơi, cá là đặt cá lóc đồng luôn. Rồi rau thì cũng từ nhà mà ra. Mà có được một cái nồi lẩu cháo ăn vào buổi trưa rất là thơm ngát luôn. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mấy chị em tụi con ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì cho chị em tụi con xin chào và hẹn gặp lại ạ.